Video này xin giúp bạn trở thành top 1 Pride. Hãy chuẩn bị tinh thần để trở thành top 1 Pride nào. Nội tại giúp Pride sở hữu hai cơ chế tấn công là đánh xa và cận chiến. Và Pride sẽ căn cứ theo cự ly với kẻ địch để tự động chuyển đổi cơ chế chiến đấu. Ở dạng đánh xa, mỗi đòn đánh thường sẽ cộng dồn một điểm nội tại trong vòng vài giây, tối đa 5 cộng dồn. Ở dạng cận chiến, mỗi đòn đánh thường sẽ gây thêm sát thương vật lý và khi tấn công kẻ địch đang bị đánh dấu nội tại, hắn sẽ phải chịu thêm sát thương chuẩn, tỷ lệ thuận với số điểm nội tại được đánh dấu lên hắn. Nội tại giúp Pride có thể biến hóa liên tục tùy vào mục đích gây sát thương của bản thân nhờ sở hữu hai cơ chế đánh. Hãy cố gắng tích càng nhiều nội tại càng tốt rồi mới dùng chiêu 2 sẽ giúp gây ra được nhiều sát thương chuẩn hơn. Lưu ý, sát thương chuẩn của Pride chỉ là sát thương thêm nên Pride vẫn sẽ cần đến trang bị xuyên giáp. Khi kích hoạt chiêu 1, Pride sẽ phóng thương theo hướng chỉ định, cộng dồn một điểm nội tại và gây sát thương vật lý. Đồng thời, có thể dùng nút di chuyển để lướt theo một đoạn ngắn, có thể vượt địa hình và phóng tiếp một thanh giáo ánh sáng gây sát thương lần hai. Bất cứ thanh giáo nào phóng trúng tướng địch sẽ giúp Pride được tăng tốc chạy trong thoáng chốc. Ngoài ra, tướng địch đồng thời bị trúng hai lần sát thương sẽ dính thêm một tầng nội tại và chịu thêm sát thương vật lý kèm bị làm choáng trong thoáng chốc. Đây là công cụ giúp Pride gia tăng một chút độ cơ động cùng khả năng cố định mục tiêu để tăng khả năng truy đuổi hoặc đào thoát khỏi giao tranh. Vì là chiêu thức định hướng nên đây cũng là công cụ trách bụi trong quá trình di chuyển cực kỳ hiệu quả. Ngoài ra, với tầm đánh xa, hãy tận dụng chiêu thức này để cấu rỉa và tranh cướp các mục tiêu lớn. Vì vậy, nếu đi đường, hãy nâng chiêu này ở cấp độ đầu tiên để farm lính an toàn và mang theo phép bổ trợ tốc biến để tạo đột biến và cơ động hơn tùy tình huống cụ thể. Khi kích hoạt chiêu 2, Pride sẽ đột kích kẻ địch có thể vượt địa hình và gây sát thương vật lý, đồng thời bản thân được tăng tốc đánh tăng dần theo cấp độ chiêu thức và hồi máu trong vài giây. Nội tại chiêu thức 1, nếu đánh thường cận chiến vào kẻ địch đang bị đánh dấu nội tại, Pride sẽ được giảm một nửa thời gian hồi chiêu thức này. Nội tại chiêu thức 2, nếu Pride hạ gục tướng địch sẽ lập tức hoàn thành hồi chiêu thức này. Đây là chiêu thức cơ bản gây sát thương chính của Pride, vì ngoài được tăng tốc đánh ra thì còn khả năng gây sát thương chuẩn nhiều nội tại. Cho nên, hãy ưu tiên nâng max chiêu này trước và nếu đi rừng, hãy nâng chiêu này ở cấp độ đầu tiên. Ngoài ra, với khả năng đột kích có thể vượt địa hình, hãy tận dụng chiêu thức này để tiếp cận hoặc tận dụng các con quái cạnh bờ tường để đào thoát khi gặp nguy hiểm. Khi kích hoạt chiêu cuối, Pride sẽ khiến tất cả sát thương mà bản thân gánh chịu sẽ rời lại sau vài giây mới bộc phá và không thể dùng chiêu 1. Trong khoảng thời gian này, nếu Pride hạ gục được kẻ địch gây sát thương thì bản thân sẽ không phải chịu sát thương đến từ kẻ địch đó. Mỗi đòn đánh thương xa sẽ mang tính xuyên thấu và đánh dấu nội tại lên kẻ địch trong phạm vi. Mỗi đòn đánh thương cận chiến sẽ gây nhiều sát thương hơn trong phạm vi. Chiêu cuối mang lại cho Pride tương đối nhiều lợi thế trong việc trao đổi sát thương với đối phương, nhưng đó là trao đổi được. Còn nếu không thể tiếp cận được mục tiêu để gây sát thương thì chiêu cuối của Pride gần như là không có tác dụng. Nhưng việc sống thêm được vài giây mà hạ gục được mục tiêu thì sẽ mang lại cho Pride nhiều cơ hội để outplay và tạo ra được những highlight đẹp mắt. Combo cơ bản của Pride như sau. Dùng chiêu 1 để đánh dấu nội tại và làm choáng mục tiêu trúng chiêu. Sau đó đánh thương để tích thêm nội tại, rồi dùng chiêu 2 để áp sát vào mục tiêu và liên tục đánh thương để gây sát thương. Chiêu cuối hãy sử dụng hợp lý để gia tăng khả năng chống chịu nhờ cơ chế chuyển rời sát thương sau vài giây mới kích hoạt. Nếu hạ gục được mục tiêu thì sẽ không phải chịu sát thương từ kẻ địch đó kèm được hồi chiêu 2 và tiếp tục dùng chiêu 2 để tiếp cận những mục tiêu khác. Pride là một sát thủ pha ke xạ thủ. Đồng thời, các đòn đánh thường khi kích hoạt chiêu cuối sẽ đều kích hoạt hiệu ứng trên đòn đánh và Pride cũng chủ yếu gây sát thương từ đòn đánh thường nên tốc đánh chí mạng sẽ là rất cần thiết dành cho Pride. Vì vậy, hãy sử dụng bảng ngọc sát thương chí mạng để tối ưu sát thương từ những đòn đánh chí mạng của Pride, cùng với đó là bảng phù hiệu ma chú nếu muốn sốc sát thương nhanh, hoặc sẽ là bảng phù hiệu tinh linh nếu muốn gây sát thương kéo dài. Còn nếu muốn tối ưu lượng tiền từ sớm, hãy trang bị cho Pride bảng phù hiệu luyện kim nếu đi đường. Về trang bị, với vai trò đi đường, hãy khởi đầu với Pride bằng giày kiên cường, tiếp đến là thanh kiếm, vuốt hung tàn, diệt thần cung, nanh phen ri và giáp bộ mệnh sẽ luôn phiên thay đổi với liềm đặt mệnh. À mà anh muốn lên gươm sấm sét dành cho Pride thì thay vào vị trí của vuốt hung tàn nhỉ? Với tôi ở thời điểm hiện tại thì trong Liên Quân Mobile không tồn tại gươm sấm sét. Với vai trò đi rừng thì hãy khởi đầu cho Pride bằng cung bạo tố, tiếp đến là giày kiên cường, thanh kiếm, diệt thần cung, nanh phen ri và giáp bộ mệnh sẽ luôn phiên thay đổi với liềm đoạt mệnh. Đó là toàn bộ về Pride mà tôi có thể chia sẻ. Hãy nhớ đăng ký kênh, bấm vào quả chuông nhỏ bên cạnh và bấm like cho video này nếu bạn thấy nó hữu ích. Chúc các bạn sẽ sớm trở thành top 1 Pride. Xin chào và hẹn gặp lại trong video sau.